cách tính thức ăn cho cá cho ếch chỉ cần tính 3%, 5%, 7% trọng lượng cá theo từng giai đoạn, như cái cách như thế là nó có đúng hay không? Thì thực sự trên lý thuyết nha bà con, giống như con tôm, con cá, con ếch giai đoạn nhỏ là sẽ ăn 10% trọng lượng cơ thể, khi giai đoạn lứa lứa là 7%, và khi giai đoạn lớn cứ canh 5% trọng lượng cơ thể. Nhưng mà cái cách tính như thế rồi nhiều khi khi mình cho ăn là nó sẽ có một cái sai sót nhất định. Bà con biết khi bà con chăn nuôi con cá, con ếch mỗi ngày, nhiều khi hôm nay thời tiết tốt, môi trường khỏe mạnh, môi trường sạch là con cá nó sẽ ăn mạnh, nó có thể ăn 10 bao. Nhưng mà lỡ ngày mai lỡ nước nó dơ, nó có sẽ xuống ăn 7 8 bao. Ví dụ ngày bữa nào mà nó khỏe nữa thì nó ăn trung bình khoảng 7 8 bao, 7 8 bao, 5 6 bao, 5 6 bao. Nhiều khi bữa nào mưa gió bệnh hoạn hoặc là vấn đề gì, một lý do gì đó mà con nó chỉ có ăn 5 bao thôi. Mà mình cứ tính 5% trọng lượng cơ thể, mình tính theo cái công thức mà người ta hướng dẫn thì vô tình sẽ dư. Nên đâm ra không chỉ riêng con cá, con ếch mà con tôm thì việc cứ khuyên bà con là cho ăn theo nhu cầu. Giống như khi giai đoạn con cá, con ếch mà nó lớn lên á, giống như bà con, ví dụ bà con gãi qua một lần là một thao, bà con quay lại bà con thấy nó còn thì bà con không cho ăn nữa, mà bà con gãi một thao bà con quay lại một thao nữa mà bà con thấy nó hết rồi thì nghĩa là con ếch bày nó đang sung mang mạnh, giống như ngày hôm nay nó ăn hai thao mà thấy ăn hết đúng không? Nhưng mà lỡ ngày mai thời tiết mưa gió có vấn đề, bà con gãi một thao nó ăn không hết thì bà con phải ngưng, chứ đừng nghĩ ở bữa trước nó ăn hai thao thì bữa nay mình phải cho ăn hai thao nữa. Và con cá thì bữa nay mình gãi xuống mình thấy nó ăn mạnh, nó không tấp mé, mà hàng ngày hôm sau mình gãi thì cũng cái lượng đó mà nó tấp mé đúng không, thì mình phải giật lượng lại, mình không cần thiết. Ví dụ như khi bữa đó mình đem ra một thao mà giờ bữa nay ăn không hết thì sao, bà con cứ cố đổ xuống thì nó cái hậu quả rất là nhiều nè, nào là cá ăn không hết nè, dơ nè, dơ môi trường nè, cá bị bệnh nữa. Do đó bà con cứ cho ăn theo cái nhu cầu của nó. Còn về cái tính cái trọng lượng cá trong cái bài của mình thì bà con cứ nhân hệ số thức ăn dao động từ 1.2 đến 1.3, thì bà con cứ tính tổng cái lượng thức ăn bà con đặt, bà con chia cho 1.2, 1.3 là nó sẽ ra cái số lượng cá cơ bản thôi, chứ thực sự mà tính lượng cá và cái khẩu phần ăn theo hàng ngày như thế là nó sẽ không hiệu quả nha bà con.